Chào các em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Măng Non Đất Cảng, chuyên mục dạy vẽ trên truyền hình. Ở các bài trước, chúng ta đã học về lý thuyết và thực hành một số bài về tranh tĩnh vật và tranh phong cảnh. Hôm nay để tiếp tục chương trình, tôi sẽ hướng dẫn các em một thể loại mới mà chúng ta sẽ rất cần để sau này chúng ta dựng những bức tranh hoàn thiện. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trong cái cuộc sống, trong sinh hoạt, đôi khi chúng ta đi lang thang trên một con phố, hoặc chúng ta đi dã ngoại ra rừng núi, hoặc là phong cảnh đồng quê. Chúng ta có thể đi dọc những bãi biển, những cảnh đẹp xung quanh là chúng ta nên. Mỗi em có một cái quyển sổ và một cây bút. Chúng ta ghi lại những cái hình mà chúng ta thích ở trong thiên nhiên. Tôi nói thí dụ như chúng ta đi qua một con phố thì chúng ta sẽ cố gắng là vẽ lại cái con phố đó một cách rất đơn giản bằng những cái nét cơ bản nhất. Sau đó chúng ta sẽ về nhà dựng tranh. Đây là một cái cách mà chúng ta sẽ vẽ theo thể loại gọi là trí nhớ. Khi chúng ta vẽ về cái trí nhớ thì tất cả những cái gì phức tạp mà chúng ta đã thấy thì sẽ bị xóa nhòa, mà chúng ta chỉ còn nhớ lại những cái hình dáng cơ bản nhất đó. Vậy thì khi chúng ta ký họa, cố gắng chúng ta nhớ những cái hình và những cái màu ở trong thiên nhiên rất đơn giản. Chúng ta đừng sa vào những cái chi tiết mà chúng ta đã thấy. Tôi nói thí dụ như đây là một cái bức ký họa mà chúng ta coi như là đã ghi lại ở trên đường phố bằng những cái nét chì hoặc là bút sắt hoặc bút bi, bằng những cái đường rất là đơn giản và chúng ta chưa có màu. Sau khi chúng ta phát được cái hình, người ta gọi là ký họa, thì chúng ta về nhà, chúng ta sẽ sắp đặt lại, xem những cái phần nào chúng ta có thể thêm hoặc là bớt. Đó. Chúng ta bố cục lại cái bức tranh mà chúng ta đã ký họa ở trên đường phố. Và theo những cái nguyên lý cơ bản về thị giác mà tôi đã hướng dẫn với các em, là chúng ta tránh những cái điểm mà nó giao cắt nhau vào, thí dụ như là ở chính giữa, hay hoặc là nó lệch về góc phải, góc trái, là những cái bài lý thuyết cơ bản tôi đã hướng dẫn các em. Sau khi chúng ta dựng lại cái bức tranh, thì chúng ta sẽ đặt màu lên. Ở đây với phương pháp này sẽ cho chúng ta chủ động hơn về màu. Chúng ta không bị lệ thuộc vào cái màu tự nhiên, màu bản thân ở trong phong cảnh. Vậy thì chúng ta sẽ phải vận dụng một cái bài mà tôi đã hướng dẫn các em về cái sự tương đồng và tương phản của màu. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái màu theo ý thích. Lá cây không nhất thiết là phải là màu xanh. Lên tranh của chúng ta có thể nó sẽ ngả sang màu đỏ hoặc nó ngả sang màu vàng. Đó là những cái lý để chúng ta sáng tác những bức tranh. Yêu cầu các em là vẽ đơn giản, đó, mang tính trang trí để chúng ta ghi lại những cái cảm xúc. Các em cùng làm với tôi nhé. Sau khi có bức tranh như thế này thì chúng ta sẽ đặt những cái mảng màu lên. Ở đây, với cái bức tranh này, chúng ta sẽ dự kiến là nó là cái gam màu ngả sang vàng. Vậy thì trước tiên là chúng ta phải pha lấy một cái màu gọi là màu trung gian, màu xám, bằng phối trộn của ba màu đỏ, vàng, lam. Đó. Để trong quá trình chúng ta vẽ là chúng ta nên đưa thêm những cái màu này vào.
để cho cái màu mà chúng ta đặt lên tranh nó không bị chói hoặc nó không bị nguyên chất quá. Thì mỗi một lần chúng ta thêm cái màu xám vào thì bức tranh của chúng ta, cái cảnh vật nó có vẻ gần với thiên nhiên hơn. Thí dụ như là các em nhìn cái màu của lá cờ ở trên phố, mặc dù nó rất là đỏ, thế nhưng mà đưa lên tranh mà chúng ta để nguyên cái màu đỏ của cái hộp màu mà chúng ta đưa vào thì cái đó nó nhảy ra ngoài. Vậy thì chúng ta nên đưa thêm một cái màu trung gian là cái màu xám để cho cái màu đỏ đó nó nằm được ở trên tranh. Sau đây là chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Thì trước tiên chúng ta tùy thích, nhưng theo tôi là chúng ta vẽ từ xa đến gần. Từ xa ở đây là gì? Bầu trời, đúng không? Sau đó chúng ta vẽ đến nhà. Nhà thì có nhà gần, nhà xa. Và cái nhà mà ở góc phố này thì nó gần nhất. Ngoài ra các em quan tâm đến một điều nữa là ở trong bức tranh này nó có cái bóng đổ của nắng. Nắng nó chiếu vào cái dãy nhà này. Tức là chúng ta nhìn ngược. Chúng ta nhìn ngược lại về phía sáng. Thì những cái bóng đổ đó nó hắt về phía chúng ta. Để nó tạo ra một cái bố cục cho tranh. Chúng ta sẽ bắt đầu. Cái màu trắng ở đây tôi pha thêm với một chút xám để cho nó đỡ đỡ bị gọi là vôi. Nếu chúng ta dùng cái màu trắng nguyên chất thì người ta gọi là nó bị vôi, trắng này trắng vôi. Do đó là chúng ta thêm một chút màu xám vào. Trên bức tranh này thì nó có cái bóng nắng đổ xuống, do đó ta vẽ luôn cái màu sáng là cái bóng nắng nó đổ xuống đường. Trong quá trình vẽ là các em lưu ý bút của chúng ta là đi theo nhiều hướng và chúng ta để lại những cái nhát bút, những màu chúng ta cũng không nên là phải cần mịn màng quá. Cố gắng làm sao các em vẽ nó đơn giản. Tôi hướng dẫn các em với một số các cái màu nó cũng rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Tiếp theo đó là chúng ta vẽ cái dãy nhà phía xa trước. Thì cái gì nó ở gần thì nó sẽ rõ, còn ở xa nó sẽ mờ. Vậy thì chúng ta sẽ pha một cái màu nó không đậm quá. Tới khi chúng ta vẽ đến cái nhà mà nó ở gần thì nó sẽ đậm hơn.
Tiếp theo đó là cái phía cái nhà ở phía xa thì nó có một cái hè, nó chạy ngang. Chúng ta vẽ cái hè nó đậm lên. Tiếp tục sau đó thì chúng ta thấy rằng là cái nhà nó ở phía bên tay phải mà nó gần ta thì nó có vẻ như là nó rõ hơn. Còn những cái nhà mà ở xa nó sẽ không rõ. Chúng ta đi những cái mảng, những cái màu lớn, những cái mảng chính. Sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Tiếp sau đó là chúng ta vẽ cái bóng nắng đổ xuống được. Thì với cái bóng nắng này thì chúng ta lưu ý là nó sẽ gần với lại cái màu mà ở trong tối của các cái vật. Như vậy là về cơ bản chúng ta đã đặt được những cái màu chính mà chúng ta định vẽ. Thì các em lưu ý ở đây chủ yếu là chúng ta sử dụng cái gam màu vàng cộng với màu xám. Ở đây gần như là tôi chưa dùng đến màu đỏ. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu đỏ này vào những cái áo của những cái người đi lại trên đường hoặc là những cái điểm nhấn. Đó. Và chúng ta dành những cái màu chói, ví dụ như màu vàng
cho những cái người đi lại hoặc là những cái biển hiệu. Nhưng mà các em lưu ý một điều là cố gắng đừng sa vào chi tiết. Chúng ta vẽ những cái gì nó khái quát nhất và chúng ta nhìn thấy nó dễ nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục. Để giải quyết tiếp cái bức tranh này thì vấn đề ở đây để cho nó hoàn thiện về bố cục thì chúng ta sẽ vẽ những cái cây cho nó đủ cái bố cục đi. Cây ở đây thì chúng ta sẽ, cái thân cây thì thường là các em để ý nó màu nâu, nâu nhạt. Nhưng mà vì là chúng ta nhìn ngược nắng, do đó là cái cây này nó có vẻ tối hơn so với các cái vật khác. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu pha cái màu cây bằng một cái màu đen cộng với màu xám. Nó có một chút hơi xanh. Chúng ta có một cái cây ở ven đường đây. Lúc này thì hoàn toàn chúng ta vẽ theo cái trí nhớ. Do đó là không nhất thiết là phải đúng với lại cái cây mà chúng ta đã từng thấy. Có thể là các em vẽ theo cái nhớ cũng không nhất thiết là phải đúng, bởi vì chả có cây nào giống cây nào cả. Bên cạnh cái cây lớn này nó có một cái cây nhỏ, đúng không? Theo cái hình vẽ ban đầu. Ở phía góc đường bên gần nhất chúng ta nó cũng có hai cái cây mà theo như ban đầu chúng ta đã dựng. Các em lưu ý khi mà vẽ chúng ta cần những cái nét mà nó liền, mà màu nó khô. Ta cần thêm nước để cho nó trơn bút. Và khi mà vẽ chúng ta nhẹ tay để cho cái nét bút nó nhỏ đi. Đó, chúng ta sẽ ấn định được một số các cái cây ở ven đường. Thời gian của chúng ta đã hết. Bài học hôm nay tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại các em ở những cái bài học sau. Xin chào và hẹn gặp lại.